Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của HD Radio. Hôm nay, HD Radio sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ dàn nghe nhạc cao cấp, đó chính là bộ combo LL29. Bộ combo LL29 gồm những thiết bị như sau. Đầu tiên là một cặp loa Godfather Evo 4.2 đến từ thương hiệu Anh Quốc. Cặp loa Godfather Evo 4.2 là dạng loa boxel 3 đường tiếng đang rất hot trên thị trường. Kế tiếp là âm ly Camrys Audio AX100 có hệ thống 2 kênh với công suất 100W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Và cuối cùng là loa Subreal T5X có công suất 125W cho tiếng bass mạnh mẽ, uy lực. Với thùng loa được làm từ gỗ MDF cao cấp và được thiết kế uốn cong thành hình vòng cung giống như mũi bù dục, vừa tạo cảm giác nhỏ gọn vừa loại bỏ hiện tượng sóng đứng. Với kích thước của loa là 455 x 250 x 340cm và nặng khoảng 13kg mỗi chiếc. Kích thước này làm cho Evo 4.2 nổi trội hơn đối thủ cạnh tranh khác. Evo 4.2 có âm thanh rất rộng và chi tiết, hiện đại và sâu sắc, sẽ mang đến cho các bạn những trải nghiệm mới lạ, phù hợp cho những bản nhạc nhẹ nhàng, thư giãn. Âm ly Camrys Audio AX100 mang một thiết kế khá nhỏ gọn so với các mẫu âm ly thông thường, với kích thước 110 x 430 x 340 và trọng lượng là 8,1kg, giúp người dùng có thể dễ dàng di chuyển cũng như lựa chọn vị trí đặt sản phẩm này mà không lo bị chiếm quá nhiều diện tích. Hệ thống 2 kênh với công suất 100W trên một kênh ở chế độ 8 ohm, trang bị mạch khuếch đại Class AB, tích hợp chip xử lý DAC 32bit, tính năng FM radio, điều khiển dễ dàng, kết nối có dây đa dạng, tích hợp Bluetooth 5.0 hiện đại. Loa Subreal T5X đem đến sự lựa chọn tuyệt vời cho hệ thống âm thanh chất lượng của gia đình bạn, với công suất khá khiêm tốn 125W nhưng cho chất lượng âm trầm vô cùng ấn tượng, chi tiết, ấm áp, giúp hoàn thiện tối đa hệ thống âm thanh được kết nối. Với thiết kế ấn tượng cùng chất lượng âm trầm hoàn hảo thì loa Subreal T5X hiện đang rất được yêu thích, tìm mua và sử dụng cho các dàn nghe nhạc mini, dàn xem phim cao cấp tại Việt Nam. Và để biết được bộ combo LL29 có chất âm như thế nào thì ngay bây giờ xin mời các bạn hãy cùng mình test thử chất âm của bộ combo này nhé. Tim buồn
Và vừa rồi, mình đã giới thiệu đến các bạn các thiết bị có trong bộ combo NL29 cũng như là test thử chất âm của bộ combo này. Bộ combo NL29 hiện đang được bày bán ở tất cả hệ thống showroom của HD Radio với giá đang được khuyến mãi là 49.880.000. Bên cạnh đó thì khách hàng còn được tặng một cặp tai loa Eagle của Đức trị giá 1 triệu đồng, một phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng áp dụng khi các bạn mua kèm đầu đĩa than, đầu CD, đầu Music Server, một gói công lắp đặt miễn phí tại nhà trong bán kính 30 km, một gói bảo hành tại nhà. HD Radio còn áp dụng phương thức thanh toán chuyển khoản, quẹt thẻ, trả góp online với lãi suất từ 0%. Nếu các bạn quan tâm đến bộ dàn này, hãy truy cập website hdradio.vn hoặc liên hệ đến tổng đài 1800 0042. Các bạn cũng có thể đến trực tiếp hệ thống showroom của HD Radio để được tư vấn trực tiếp. Và cuối cùng, các bạn đừng quên ấn like và subscribe cho kênh YouTube của HD Radio. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo của HD Radio. Xin chào. HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.